một buổi lễ trang trọng mang đậm dấu ấn của nước chủ nhà Campuchia sẽ mở ra những ngày tranh tài ở 36 môn thể thao. Chứng kiến sự tranh đua của hơn 10.000 vận động viên đến từ 11 đoàn thể thao trong khu vực, hướng đến một kỳ đại hội thể thao đoàn kết, thành công, sống trong hòa bình. Lễ khai mạc SEA Games 32, 19 giờ ngày 5 tháng 5, trực tiếp trên VTV5, ứng dụng VTV Go và YouTube VTV Thể thao.